Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban giám đốc chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi cuộc đời tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, từ sau 62 tuổi trở đi, nắm bắt được thiên cơ, hiểu được mệnh trời, làm đâu chúng đó, đổi đời đại gia, về nhà được an nhàn, hưởng phúc lớn bên con cháu. Tiên tri tiết lộ thiên cơ đổi vận cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, từ sau 62 tuổi, chuẩn bị trước được điều này, tránh được khổ nạn, vận trình hanh thông, về già an nhàn, giàu sang phú túc. Thưa quý vị tuổi Nhâm Dần thân mến, nhiều người than phiền với tôi rằng số họ khổ từ trong trứng khổ ra, sinh sống ở đáy xã hội, chưa kịp làm gì đã phải gánh cả đống nợ, trả mãi không hết, đã vậy ra xã hội họ còn bị lừa gạt, bóc lột, hãm hại, gia đình thì bần hàn, cãi vã ly tán, con cái lại sa ngã hư hỏng. Nhìn bạn bè trang lứa người ta vẫn gặp nhiều may mắn, ăn nên làm ra, cuộc sống hòa thuận, vui vẻ. Mà mình quá nửa cuộc đời vẫn long đong lận đận mà thấy tuổi hổ xót xa trong lòng. Nhưng cô bác Nhâm Dần có biết không, người xưa có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Giới tử vi hé lộ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trước đây đã kinh qua vô số khổ nạn, nhưng từ nay trở đi biết mà tránh xa ba điều cấm kỵ này, thì từ sau 62 tuổi sẽ chuyển vận đổi đời, phất lên làm đại gia, sung sướng như tiên, cả họ được nhờ, khiến những kẻ từng khinh miệt, chèn ép mình phải lóa mắt ghen tị. Nói đến đây sẽ có nhiều cô bác Nhâm Dần còn bán tín bán nghi, vậy cô bác hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm nhé. Chán nhăn rồi tóc cũng đã hoa râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời năm thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già, hơn nửa đời đã lẳng lặng trôi qua, đã vùng vẫy bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhẩm sổ, được mất gì bởi duyên số cho ta, còn điều gì day dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ, chuyến đò chiều bên bóng xế chờ ta. Quý vị thân mến, cảm nhận về nhân sinh quan trong cuộc sống, thì Nhâm Dần luôn tin rằng hạnh phúc của một người được quyết định bởi ý thức của người đó. Phúc đức không phải từ trên trời rơi xuống, mà đến từ sự tu dưỡng của bản thân, số phận không phải do trời định mà do chính Nhâm Dần tự quyết định. Bất cứ ai muốn có được cuộc sống viên mãn thì phải phấn đấu nỗ lực, đấu tranh để giành lấy, và trước khi bắt đầu phấn đấu, Nhâm Dần cũng đã phải xác lập một khái niệm nhất định để hướng tới, như người xưa có câu chỉ khi đạt được sự thống nhất về hành động và tư tưởng thì con người ta mới có thể tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ, khi đã đi quá nửa đời người, Nhâm Dần mới nhận ra đạo lý có thể thay đổi số phận, biết càng sớm thì càng có lợi. Từ sau 62 tuổi, Nhâm Dần tin rằng một người cần phải trau dồi đức hạnh và trau dồi sự nghiệp của mình, dù bản thân có xuất thân như thế nào. Thành tích cao đến đâu thì cũng cần phải nâng cao phẩm hạnh của bản thân và chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Trên thương trường, đạo đức, chữ nghĩa hiếm khi được coi trọng, thời trẻ trong mắt một số Nhâm Dần. Âm mưu và thủ đoạn là con đường tắt để đi đến được thành công, nhưng tại thời điểm đó ít Nhâm Dần biết được đó là những thứ hư vinh không thể tồn tại mãi. Từ sau 62 tuổi, Nhâm Dần hiểu được rằng nhân đức của một người giống như dòng nước, nó mang lại lợi ích cho người khác nhưng cuối cùng sẽ nuôi dưỡng chính bản thân mình. Khi tín chủ có thể thúc đẩy bản thân và người khác, tạo ra lợi ích cho những người xung quanh, thì một khi thành công bạn sẽ cảm thấy thanh thản và phúc khí cũng theo đó mà tăng lên. Từ giai đoạn này, trong đối nhân xử thế, đỉnh cao của Nhâm Dần khôn ngoan là nửa hiền nửa phản. Về vấn đề này, nhiều Nhâm Dần sẽ thắc mắc chẳng phải đang nói đến việc dù muốn thực hiện một việc gì đi chăng nữa cũng phải để đạo đức lên đầu tiên hay sao? Tại sao chúng ta vẫn cần có sự khôn ngoan của kẻ tiểu nhân? Hãy tưởng tượng. Nếu tín chủ gieo lòng tốt của mình cho con sói hung ác, như vậy chẳng phải tín chủ sẽ trở thành những con cừu không biết phân biệt đúng sai hay sao? Làm người, hãy rèn luyện cho mình bản lĩnh để phân biệt tốt, xấu, cũng như từ chối những điều tiêu cực,
Trong cuộc sống không có điều gì là tuyệt đối, để thích nghi và tồn tại, Nhâm Dần cần có cả đạo đức và bản lĩnh. Điều khó nhất trong cuộc sống của Nhâm Dần là không được hoang tưởng. Nhiều Nhâm Dần trong đời thường hay sống trong những kỳ vọng xa vời, nên kết quả đổi lại là khổ cả đời. Lấy thái độ nghiêm túc làm ví dụ, một số người luôn nghiêm túc trong mọi việc và không biết cách xoay chuyển tình thế. Những người như vậy đặc biệt dễ mắc lỗi và họ cũng bộc lộ rõ sự yếu kém trong cách cư xử với những người xung quanh. Làm người lúc cần sắc sảo thì sắc sảo, lúc cần uyển chuyển thì nên uyển chuyển. Có những công việc cần sự nghiêm túc tuyệt đối, vậy Nhâm Dần phải nghiêm túc thực hiện, và có những điều nhỏ đôi khi khiến tín chủ phân vân đúng sai. Nhưng chỉ cần gia chủ biết cách điều hòa thì mọi việc sẽ vẫn đi theo đúng hướng của nó. Đừng để những điều vụn vặt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình. Khi còn trẻ, Nhâm Dần chỉ cần đạt được thành tựu nhất định thì sẽ khoe khoang trước mặt người khác. Một số người chọn cách thể hiện tài năng của mình để tất cả bạn bè cùng thấy và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhận được những lời tán dương từ người khác còn khiến tín chủ vui hơn việc nỗ lực cuối cùng cũng đạt được thành tựu. Tuy nhiên, khi Nhâm Dần ta trải qua thử thách của cuộc đời, bản mệnh sẽ tự nhiên hiểu rằng không nhất thiết phải thể hiện mọi thứ trong cuộc sống. Việc khoe khoang chưa chắc sẽ mang lại thể diện, quá phô trương là cái bẫy vô hình mà nhiều người không ý thức được, nó có thể gây ra những rắc rối không cần thiết cho chính bản thân Nhâm Dần. Trong cuộc sống, những người mạng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Đối với họ sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm, vì khi về đến nhà họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Đặc biệt, tuổi Nhâm Dần luôn dịu dàng và biết cảm thông và chia sẻ đối với một nửa của đời mình. Tuy nhiên, đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo, nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu song hành, chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với tuổi Nhâm Dần cũng vậy, ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Bình thường, những người này khá hài hước và hiền lành, nhưng một khi cơn nóng giận nổi lên, tuổi Nhâm Dần sẽ khó có thể kiềm chế bản thân mình được. Không ít lần, cơn nóng giận ấy khiến họ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, nhưng suy cho cùng, đó đã là bản chất tuổi Nhâm Dần khó có thể khắc phục được. Xét về mệnh cách thì nam tuổi Nhâm Dần có thiên can mang chữ Nhâm có các sao Thiên Lương, Hóa Lộc là hai sao thích hợp cho vai trò người lớn, kể cả thuận lợi trong môi trường giáo dục, y tế, quý ông còn có Tử Vi Tả Phù là hai sao thiên về trí tuệ, càng lớn tuổi kiến thức càng sâu rộng thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Với tuổi mạng tương khắc, cuộc sống dễ bị thăng trầm ngoại trừ nam mạng biết thích nghi với hiện tại và đừng khởi nhiều tham vọng, nam mạng có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại. Thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ nên cuộc đời có nhiều biến động, từ sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng dấp thanh tú, với lối nói vui vẻ được lòng người, đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận. Nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn làm việc nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tánh, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, nhờ con cháu mà an nhàn. Những nữ mạng tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời kỳ tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp, gia đạo có nhiều xung khắc, không mấy thuận hòa. Tình duyên gặp nhiều gian truân, trắc trở vào tiền vận và trung vận, sang hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc. Vào tiền vận, những người nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nhờ vậy mà cuộc đời của nam mạng tuổi Nhâm Dần mới bớt đi nhiều phiền muộn, lo âu. Nhìn chung, những người mạng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình, thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Cụ thể, diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Từ 20 đến 25 tuổi, 20 tuổi, cuộc sống nhiều trở ngại, vấn đề tình duyên cũng buồn tẻ. Năm 22 tuổi, có triển vọng tốt về tài lộc, tình cảm. 23 tuổi, năm này được có đầy đủ về tài lộc, làm ăn phát đạt. Năm 24 tuổi, năm xấu nên cẩn thận việc gia đình, thi
thi cử, năm 25 tuổi, năm này những tháng đầu năm thì tốt, những tháng cuối năm lại xấu. Từ 26 đến 30 tuổi, giai đoạn này cẩn thận vào việc giao dịch làm ăn, không nên đi xa, hay giao dịch về tiền bạc, phần công danh có lúc lên bổng xuống trầm. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi có triển vọng tốt đẹp cho cuộc đời, năm này phát đạt mạnh mẽ và có phần tốt đẹp về công danh lẫn sự nghiệp. Năm 32 và 33 tuổi, có kết quả mau lẹ về tài lộc. Năm 33 tuổi, năm xấu có kỵ vào tháng 4 và 6, ngoài ra những tháng khác bình thường. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm này chuyện tình cảm có tin vui, cuộc sống bình thường, không có biến động trong hai năm này. Từ 36 đến 40 tuổi, thời gian này cuộc sống bạn có nhiều tốt đẹp, tuy nhiên nên cẩn thận công việc làm ăn, nên lo lắng về vấn đề công danh và sự nghiệp. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, có thể thành công về vấn đề tiền bạc. Năm 42 tuổi, cuộc sống vẫn có nhiều thành công. Năm 43 và 44 tuổi, hai năm này gia đình êm ấm, việc làm ăn thu được nhiều kết quả tốt. Năm 45 tuổi, năm này có phần phát triển về gia đạo, công danh. Từ 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này bạn nên bình tĩnh tinh thần, có nhiều sự xích mí xảy ra cho cuộc sống của bạn, nên cẩn thận trong việc giao dịch hay những việc làm ăn, tất cả mọi việc gì bạn cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào việc. Từ 51 đến 55 tuổi, năm 51 và 52 tuổi, có nhiều việc lo buồn, số không có nhiều may mắn trong nghề nghiệp và cuộc đời, cẩn thận về việc làm ăn, gia đạo. Năm 53 và 54 tuổi, nên tính toán công việc làm ăn cho êm đẹp, cuộc sống có phần sung túc về gia đình. Năm 55 tuổi, năm này cẩn thận về nghề nghiệp, việc xuất hành nên thực hành theo sự chỉ dẫn trên thì được kết quả tốt, trái lại sẽ bị thất bại. Từ 56 đến 60 tuổi, các năm này không được tốt đẹp lắm về sức khỏe cũng như nghề nghiệp, công danh. Nếu có dịp tốt trong mọi việc giao dịch thì có lợi về tài lộc. Năm 59 tuổi, sức khỏe suy kém, những năm khác bình thường. Tiếp theo là vận trình tuổi Nhâm Dần sau 66 tuổi. Cuộc đời của một Nhâm Dần là một cuộc đời hiếm khi được thừa kế, là một cuộc đời mà muốn gì thì phải tự đi mà làm lấy. Quy đổi từng giọt mồ hôi, từng giọt nỗ lực, từng giọt nhiệt huyết nhiệt thành, chuyển hóa nó thành vật chất trong tay. Thị phi là có, hiểu nhầm là lắm, lừa gạt cũng nhiều, nhưng dù bao nhiêu nghịch cảnh, bị đời gieo bao ưu phiền, ngọn lửa lưu ly trong suốt của Bính Dần chưa bao giờ bị ảm đạm mờ phai cho tất cả những gì Nhâm Dần đã trải. Chỉ biết nói cảm ơn bản thân Nhâm Dần vì đã luôn can trường, lạc quan, sống thiện và lựa chọn trao đi. Vì với Nhâm Dần trong cơn giận dữ có thể nghĩ mình sẽ thủ đoạn lại nọ kia, nhưng rồi sau đó, giản đơn chỉ là một cái cười trừ, nhạt cho sự thiệt thòi mà mình đã chịu, rồi lại từ từ đấu đời mà thôi. Chỉ cần Nhâm Dần nhớ, cần tiếp tục duy trì chăm chỉ, cần tiếp tục nỗ lực bền bỉ, thế là được. Bao nhiêu điều thiệt mà bạn đã trải, đều tích cho bạn thêm một giọt phúc, tiêu trừ đi một giọt họa, tiêu tan đi một giọt nghiệp, chuẩn bị cho sự thuận may kể từ khi bước qua tuổi 62 này. Vậy nên hãy trân trọng, biết ơn bản thân đã không lựa chọn hèn yếu, vì lòng ta có mãnh hổ, tàn mạn người tường vi. Người xưa có câu, bôn ba không qua thời vận, trên con đường công danh, sự nghiệp Nhâm Dần cũng có những bước thăng trầm, biến đổi thịnh suy. Khi nắm rõ được cát hưng, thịnh suy trong từng giai đoạn có thể tránh được những tổn thất và chủ động nắm lấy cơ hội phát đạt, thịnh vượng. Có những Nhâm Dần đang trong vận không tốt nhưng vẫn mù quáng đầu tư, kết quả thiệt hại thua lỗ. Nhiều người khi nắm được vận thịnh vượng nên họ dốc sức vào sự nghiệp, kết quả thu được rực rỡ, vẻ vang. Đỉnh cao của tử vi đó là khán hạn, biết trước được những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống. Người ta thường có câu, mệnh trời khó cải, tử vi ấn định sẵn đến 80%, nhưng 20% nằm trong tay Nhâm Dần. Nhâm Dần có thể thay đổi số mệnh, lựa chọn đi ngược lại số mệnh, hoặc hòa vào dòng chảy vận mệnh. Ứng số mà đi, các cách cục giàu có cũng có thể thấy được ngay trên lá số. Đặc điểm chung của những Nhâm Dần giàu có là cung tài bạch hoặc điền trạch rất vượng, bản mệnh đắc cách cục đẹp. Nếu vận hoặc mệnh tốt đẹp thì nhất định sẽ có chức tước hay nghề nghiệp cao sang, ở cấp chỉ huy và được giàu sang dễ dàng. Ngược lại, nếu xấu thì vất vả, cả đời cứ phải lo cơm áo, không mấy nghỉ ngơi. Có nhiều người thông minh về tài chính nhưng vẫn không thể làm giàu và vẫn kẹt trong vòng luẩn quẩn của người làm thuê. Xem vận mệnh để tín chủ thấy được những điểm mạnh và yếu trên lá số, xem dòng tiền của mình từ đâu tới, đầu tư gì thì sinh lời, tổng khối lượng tài sản tối đa trong đời, thời điểm nào vượng nhất về tài lộc, cách quản lý tài chính trên lá số đời mình. Vốn là một con giáp giao thiệp rộng rãi, sở hữu tài ngoại giao bẩm sinh, Nhâm Dần chính là cái tên được nhắc đến trong danh sách những con giáp đổi vận từ sau tuổi 60. Phần lớn những chú hổ luôn có sẵn kế hoạch, dự định cho sự phát triển của bản thân mình từ trước đó. Nếu như họ cố gắng phấn đấu hết sức mình, không ngừng nghỉ,
cộng với sự hỗ trợ từ quý nhân nữa, thì họ có thể đạt được những thành tựu hết sức đáng mong đợi và ngoài sức tưởng tượng của người khác. Với những người đang làm công việc văn phòng, làm công ăn lương, thì nhờ vào có sự trợ giúp của các thần, phúc tinh mà mọi việc được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Mặc dù từ sau 62 tuổi, Nhâm Dần sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng nếu như tín chủ kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực và không bỏ cuộc hay chùn bước, thì vận trình còn lại của cuộc đời chính là thời gian gia chủ nhận lại được những thành công nhất định. Những người tuổi Nhâm Dần lúc này đã luôn dành thời gian để có thể tìm kiếm cho bản thân nguồn cảm hứng sáng tạo, ý tưởng phong phú, đồng thời dám thử sức bản thân vào những lĩnh vực, ngành nghề mới, có thể triển khai những ý tưởng táo bạo. Hơn quý nhân ở bên cạnh sẽ giúp bản mệnh mở ra được những hướng đi mới mà chưa ai từng bước đi. Sự đánh giá cao từ phía cấp trên làm gia tăng cơ hội thăng tiến trong tương lai cho Nhâm Dần. Với những Nhâm Dần làm chủ kinh doanh, buôn bán, làm tư nhân thì luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà thoái chí nản lòng, bởi vì đến cuối cùng thì quý nhân sẽ xuất hiện và chỉ ra cho Nhâm Dần cách để tín chủ có thể biến thách thức thành cơ hội. Tử vi 12 con giáp từ sau 62 tuổi sẽ là một giai đoạn có nhiều sự thay đổi cho Nhâm Dần. Để gia tăng phúc khí, sự may mắn, tử vi khuyên gia chủ nên có những sự thay đổi lớn. Ví dụ như có thể kết hôn, mua nhà hoặc có thể trang trí nhà cửa, mang theo bên mình những vật phẩm phong thủy phù hợp với bản mệnh để gia tăng tác dụng cho vận khí may mắn. Từ sau 62 tuổi, Nhâm Dần sẽ được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp phải chuyện gì thì đến cuối cùng sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp, khả năng thăng tiến rất lớn. Ngoài ra, vận tài lộc trong 7 năm của Nhâm Dần giai đoạn hậu vận này cũng tương đối thuận lợi, người kinh doanh buôn bán cũng được lộc, có của ăn của để. Thêm cát tinh, phúc thần nâng đỡ, công việc cũng dần hanh thông, thuận lợi và đi đúng với vận trình guồng quay. Nhâm Dần cũng trở nên bớt vất vả hơn, nhờ sự thúc đẩy cũng như hội chiếu của nhiều cát tinh mà gia chủ có thể dần dần tìm ra được phương pháp giải quyết vấn đề thích hợp nhất. Hãy tiếp tục phấn đấu, nỗ lực và cố gắng để có được thêm nhiều thành công hơn nữa nhé. Mệnh số Nhâm Dần trời sinh vốn sở hữu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và kiên định trước mọi sóng gió. Tín chủ luôn tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực, phấn đấu hết mình thì sẽ gặt hái được thành công như mình mong muốn. Từ sau 62 tuổi, vận trình công danh, sự nghiệp của Nhâm Dần có nhiều khởi sắc, một phần cũng là nhờ vào sự xuất hiện đúng lúc của quý nhân giúp bạn sửa chữa, khắc phục được những vấn đề nan giải. Chính vì vậy hãy nhân cơ hội này, hãy tìm ra điểm mạnh, thế mạnh của bản thân mình, hoặc là những điều mà bản thân Nhâm Dần thật sự mong muốn. Mọi việc khi mới bắt đầu sẽ gặp phải nhiều trắc trở, chướng ngại. Điều gia chủ cần làm bây giờ chính là kiên trì, nhẫn nại để theo đuổi ước mơ, mục tiêu và đam mê đến cùng. Sau đó quý nhân nhất định sẽ giúp đỡ cho Nhâm Dần, góp phần giúp Nhâm Dần đạt được thành công tốt đẹp. Với những tín chủ làm đầu tư, làm ăn, kinh doanh thì có thể thử sức của bản thân với những hạng mục, dự án mới. Đừng vì khó khăn, vất vả mà e sợ hay chùn bước, bởi vì đây chính là yếu tố tất yếu quyết định đến sự thành công của tín chủ. Ở khoảng thời gian này, Nhâm Dần nên chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, đồng nghiệp, đó có thể là những người giúp đỡ gia chủ rất nhiều trên phương diện công danh, sự nghiệp đấy. Về mặt tài lộc, người sinh năm Nhâm Dần 1962 là một người sống phóng khoáng và rộng lượng với mọi người xung quanh, vì thế tuy tài chính cá nhân vững mạnh, nhưng họ lại có thói quen chi tiêu quá tay mà không tính toán kỹ. Sau 62 tuổi, quý cô bác sẽ cần phải quản lý dòng tiền thu chi của mình nhiều hơn, như vậy, vừa tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, mà vừa đảm bảo sự chắc chắn về mặt tài chính cá nhân trong sau năm 62 tuổi này. Lá số tử vi chỉ ra rằng, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Nhâm Dần lúc này được cải thiện đáng kể, nhất là thời điểm này nhiều người nhận thấy doanh thu tăng nhanh rõ rệt, nhất là đối với ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây, thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận, thậm chí có những hạng mục bạn tưởng như không có hy vọng, thì nay cũng đã hồi sinh. Thay vì tập trung tiêu xài như trước, thì trong giai đoạn này cơ bản nên tận dụng cơ hội tốt này, dành thời gian để gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau. Nếu đã cảm thấy an tâm với kiến thức và năng lực của bản thân, thì bạn có thể chủ động đẩy mạnh đầu tư, ắt có khoản dư dôi đáng kể trong khoảng thời gian này. Về phương diện tình cảm, sức khỏe, một chuyên gia ngũ hành đã nhận xét rằng, trong cách ứng xử thông thường của các gia đình hiện nay có một nghịch lý mà ít Nhâm Dần nhận ra, đó là những khó khăn trong việc nói ra lời yêu thương chân thật. Điều này hiển hiện rõ ràng trong thực tế đối với người khác ngoài xã hội. Nhiều khi Nhâm Dần không cần phải suy nghĩ, đắn đo, để có thể dễ dàng nói ra những lời ngợi khen hay tán dương, cũng thẳng thắn bày tỏ tình cảm cá nhân một cách rõ ràng. Tuy nhiên, với những người thân yêu trong gia đình như là cha, mẹ, anh, chị, đặc biệt là giữa vợ và chồng,
thì lại luôn cảm thấy ngại ngùng, do dự, thậm chí là không thốt được nên lời, đặc biệt là khi đến tuổi trung niên, Nhâm Dần lại càng ngại nói ra những tâm tư tình cảm trong lòng. Thế nhưng, các chuyên gia tử vi cho rằng, cuộc sống là cuộc hành trình dài và những người yêu thương nhau cần luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau, chăm sóc quan tâm đến nhau trong chuyến hành trình ấy, trong từng khoảnh khắc cuộc đời, những cử chỉ, lời nói yêu thương đơn giản nhất cũng sẽ giúp gắn kết mối quan hệ của Nhâm Dần thêm bền chặt. Đó cũng là cách để Nhâm Dần có thể hiểu biết, thông cảm, thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Điều này cũng được người xưa đúc rút bằng những kinh nghiệm quý báu qua những câu nói, lời nói gói vàng hay lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Khi bước qua tuổi 62, Nhâm Dần phải gồng gánh trên vai những trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu hỏi Nhâm Dần ở tuổi này sợ nhất điều gì, câu trả lời có lẽ chỉ gói gọn trong 3 điều. Con cái hư hỏng, cha mẹ già đổ bệnh, sức khỏe bản thân không tốt. Khi còn trẻ, tuổi trẻ là vốn liếng quý giá của một đời cũng chỉ là một câu nói, nghe vào tai nọ rồi ra tai kia. Nhưng khi trở nên già dặn và từng trải hơn, Nhâm Dần mới dần phát hiện ra giá trị của nó. Đến một lúc nào đó, tín chủ có thể sẽ phải đối mặt với cả ba nỗi sợ đó này cùng một lúc. Con cái chính là điểm yếu của cha mẹ, tín chủ vốn luôn nghĩ mình có thể kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. Nhưng đến khi có con rồi, mỗi khi con gặp chuyện tín chủ lại thấy bản thân chưa đủ tốt, phải cố gắng thêm. Cha mẹ cũng là nỗi trắc trở trong lòng những người con như Nhâm Dần, tín chủ khi đến tuổi trung niên. Cha mẹ của Nhâm Dần đều đã bạc trắng mái đầu, khi cha mẹ cao tuổi, khỏe mạnh, mọi thành viên trong gia đình Nhâm Dần, dù làm gì, dù đi đâu cũng luôn thấy có điểm tựa vững vàng. Nhưng một khi cha mẹ cao tuổi dần suy yếu, cùng với đó là biết bao bệnh tật trong người, người làm con như Nhâm Dần mới thấy thời gian trôi đi thật quá nhanh. Điều đáng sợ nhất là khi Nhâm Dần đã có được tiền bạc, địa vị, danh vọng trong xã hội, nhưng cha mẹ lại chẳng còn có thể ở bên để chia sẻ niềm vui đó. Khi một Nhâm Dần tới tuổi trung niên, sức khỏe của cha mẹ chính là điều mà tín chủ đau đáu nhất trong lòng, đồng thời, sức khỏe của bản thân cũng dần trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Ngày trẻ, Nhâm Dần cũng có thể thức đêm giải trí hoặc điên cuồng làm việc vì muốn có được một tương lai tốt đẹp. Nhưng đến khi tuổi trung niên bắt đầu tới gần, tín chủ mới nhận ra sức khỏe đang trôi tuột thật nhanh, khi đó, mọi sự đánh đổi đều là vô nghĩa. Lúc còn trẻ, Nhâm Dần cũng muốn tranh thủ kiếm tiền để về già hưởng thụ, được đi du lịch khắp nơi, được tận hưởng nhu cầu giải trí. Đến khi sau tuổi 60, nhìn lại Nhâm Dần mới dần ngộ ra, hạnh phúc đơn giản chỉ là cả gia đình đều mạnh khỏe và bình an, tiền kiếm cả đời cũng không bao giờ là đủ. Thay vì khổ tâm kiếm tiền, hãy học cách trân trọng sức khỏe và yêu thương cha mẹ, con cái, người thân xung quanh nhiều hơn. Nếu tìm kiếm trên Google, số kết quả cho cụm từ khủng hoảng tuổi trung niên không chỉ phản ánh lo lắng về sức khỏe, mà đó còn là áp lực cuộc sống khi nhiều người mất tự tin về khả năng kinh tế, thất vọng với những điều lỡ dở từ thanh xuân. Trong khi tuổi nghỉ hưu đã cận kề, điều đó càng trở nên sâu sắc hơn trên vai của Nhâm Dần từng gồng gánh trách nhiệm kinh tế cho cả gia đình. Theo báo cáo tổng quan về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam, do tổ chức VCCI phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết, người cao tuổi Việt Nam có khá nhiều bận tâm, trong đó nổi cộm là các vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng, tiền hưu trí, thiếu thốn. Lo lắng tiền bạc ở tuổi trung niên không chỉ là vấn đề tinh thần, mà có thể gây ra những cơn đau nhức khi về già. Những cơn đau này cần phải chữa trị, rồi hóa đơn y tế phát sinh lại tạo thêm áp lực tài chính cho Nhâm Dần ở độ tuổi trung niên, khiến gia chủ càng lo lắng hơn nữa. Theo các chuyên gia tử vi, để giải quyết được căng thẳng này, Nhâm Dần cần tìm cách cân bằng thân, tâm, trí, thông qua chọn lọc ưu tiên và buông bỏ bớt những điều chưa làm được, tập trung vào những giá trị cốt lõi của bản thân, xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa cho cuộc sống. Quý vị thân mến, sống chết có số, sinh tử bất kỳ, muốn hóa giải được chút tai kiếp, mỗi người chúng ta vẫn nên nhìn thấu được số mệnh của mình. Để tìm hiểu vận mệnh của tuổi Nhâm Dần sau 62 tuổi theo từng tháng sinh âm lịch sẽ diễn biến như thế nào, thì ngay sau đây, xin mời quý vị khán thính giả cùng Minh Đường Tử Vi khám phá vận mệnh của Nhâm Dần 12 tháng sinh âm lịch nhé. 1. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 1 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Dần theo 12 tháng sinh âm lịch thấy rằng, tài vận của người sinh tháng riêng hưng vượng vô cùng, ngay từ khi sinh ra bản mệnh đã được hưởng vinh hoa phú quý, lớn lên có số thăng quan phát tài, thông minh tài giỏi, ở trên vạn người, không phải chịu sự quản thúc của người khác, không bao giờ rơi vào cảnh cháy túi. 2. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 2 âm lịch. Bản mệnh là người vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, khó khăn cũng không thể khiến cho bạn lùi bước, vì thế, bạn có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, đem về tiền tài không chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều người tin tưởng và đi theo mình.
3. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 3 âm lịch, người này tiền vận không được tốt cho lắm, nhưng từ sau tuổi trung niên may mắn vô cùng, bản mệnh vốn là người trời sinh thông minh, tài giỏi, dù làm bất kỳ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ, đường công danh sự nghiệp và tài lộc vượng phát, sớm muộn cũng sẽ có địa vị cao trong xã hội. 4. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Dần sinh tháng 4 nhìn chung hanh thông, cơ hội thăng quan tiến chức trong tầm tay vì được quý nhân tương trợ, nhiều người nâng đỡ, cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng suôn sẻ, không phải lo phiền. 5. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 5 âm lịch, xem tài lộc tuổi Dần theo 12 tháng sinh âm lịch thấy, người sinh vào tháng 5 âm lịch không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình, nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, được quý nhân nâng đỡ, nên sớm muộn gì cũng tích lũy được của cải trong nhà. 6. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 6 âm lịch, bản mệnh có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm hiếm người sánh bằng, tuy nhiên đường tài lộc lại không được như ý, người này hành sự khó khăn, mưu sự khó thành, phải chịu nhiều lần thất bại, đến tuổi trung niên cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu chứ không giàu có được. 7. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 7 âm lịch, người sinh vào thời điểm này không được hưởng phúc đức của tổ tiên, nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, kinh doanh buôn bán vướng nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi dựa vào nghị lực bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. 8. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 8 âm lịch, người tuổi Dần sinh tháng 8 âm lịch được trọng vọng, thanh danh vang bốn bể, song tất cả những gì mà bản mệnh có được đều phải tự lực cánh sinh chứ không dựa dẫm được vào ai. Kể từ tuổi trung niên, vận trình dần khởi sắc, gặp hung hóa cát, công thành danh toại. 9. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 9 âm lịch, bản mệnh vốn là người tài trí, học hành giỏi giang, song lại chỉ biết học suông chứ không áp dụng được vào thực tế, thêm nữa bạn dễ mắc phải chứng tự cao tự đại, nên không biết lắng nghe người khác, làm gì cũng khó khăn, không thích hợp theo đường kinh doanh, tài lộc chỉ ở mức trung bình. 10. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 10 âm lịch, số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn vất vả, công sức bỏ ra nhiều, nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Cũng may bản mệnh trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã nên được nhiều người yêu mến, dù không giàu có nhưng cuộc sống yên bình, hạnh phúc. 11. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 11 âm lịch, xem tài lộc tuổi Dần theo 12 tháng sinh âm lịch, cuộc đời bản mệnh phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình thì dù không làm nên sự nghiệp gì to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. 12. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 12 âm lịch, người sinh vào tháng Chạp cũng phải trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, dù có chí hướng nhưng khó có được thành tựu nào đáng kể. Tài lộc cũng chỉ ở mức trung bình, tuy nhiên, nếu biết cách tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bè bạn thì có thể cải thiện vận mệnh. Quý vị thân mến, Phật, Bồ Tát luôn đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh, Ngài sẽ không chỉ ban phước cho bạn vì bạn thường thờ cúng và vái lại Ngài, đồng thời Bồ Tát cũng sẽ không trừng phạt ai vì họ không thích bái Phật. Trên thực tế, Đạo Phật rất chú trọng đến luật nhân quả, con người trồng nhân nào thì gặt quả nấy. Nhân nghĩa là nguyên nhân, là hạt, tức hạt giống, quả là kết quả, là trái, tức là kết quả hữu hình hoặc vô hình của một hạt đã gieo trồng. Nhân và quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có. Nếu bạn không gieo nhân lành mà lại muốn cầu xin Bồ Tát phù hộ để gặt hái quả lành thì Ngài chắc chắn không thể giúp bạn. Mình tự gieo nhân nào thì tự gặt lấy quả nấy, tùy theo thiện ác nhiều ít nên có khác nhau, nhân nào quả nấy, có thể sửa đổi nhân quả chứ không thể vượt ra ngoài nhân quả. Mỗi người khi sinh ra và lớn lên đều có hoàn cảnh riêng, không ai giống ai, buồn vui sướng khổ mỗi người mỗi vẻ, nhưng tựu chung dường như ai cũng có nỗi khổ riêng. Và rồi người ta trông cậy vào thờ cúng, bói toán, với mong muốn thay đổi số mệnh, nhưng nếu không thực sự hiểu quy luật nhân quả, chúng ta sẽ không thể thay đổi được số mệnh của mình từ gốc rễ. Nhân đã tạo ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được, cái có thể thay đổi chính là duyên, điều kiện để tạo ra kết quả, từ đó cải thiện số mệnh của bản thân. Nói cách khác, kiếp trước ít nhiều đều làm điều xấu, nhưng kiếp này từ bỏ điều xấu làm việc thiện thì ác duyên sẽ đứt. Đạo Phật khuyên người ta cách thay đổi vận mệnh một cách tích cực và sẽ nhận được phước báo. Khi tin sâu vào luật nhân quả, con người sẽ dám làm, dám hy sinh, hướng về những điều tốt đẹp, giúp đời, giúp người. Với những hành động cao thượng, những nguyên nhân tốt ấy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho mình, cho người. Phật dạy rằng, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người, chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được. Qua quy luật nhân quả, lời Phật dạy ta biết rằng, vận mệnh là do tự bản thân mỗi người nắm giữ, quyết định,
chứ không phải do thế lực nào tạo nên. Nhân quả dù tốt hay xấu đều tùy thuộc vào con người, mỗi cá nhân tự gây tạo nghiệp nhân cho mình và chỉ chờ đợi diễn tiến của cái kết. Đã tin Phật thì phải tin luật nhân quả, người tin vào nhân quả chính là một trong ba kiểu người được Bồ Tát quý nhất. Vì chính nhân quả mà bản thân mình đã gieo trồng mới thực sự là điều phù hộ cho chúng ta, chứ không phải một thế lực siêu nhiên nào. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.